Hello, chào các bạn buổi sáng. Mình thực diễn hiện đại đây. Trước tiên mình sơ chế qua ha, luộc bún lứt hay luộc rau trước gì cũng được, luộc trừng sơ qua đi là được. Này mình bữa nay ngâm là phở lứt á, mình sẽ luộc nè. Giờ mình sơ chế qua xào củ hành tây nè, cà rốt nè, những cái chả lụa chay của mình nha. Đó, mình sơ chế qua. Đây, mình đang trừng qua cái bông cải này. Bông cải ba bi á, trừng qua là rớt ra liền, nó còn xanh lắm ha. Cho tí muối hầm vô. Thực dưỡng hiện đại đa di. Hiện đại có nghĩa là lắng nghe cơ thể của mình, ăn cái gì cảm thấy cơ thể mình không bị mệt mỏi, không bị khó chịu, cơ thể thấy mình tốt hơn mỗi ngày, có nghĩa là thực hiện thực dưỡng hiện đại đó. Không phải không, mình nói vậy đó. Luộc sơ á, về mình chừng phở. Luộc sơ cái phở đi nha. Cái nồi, nhân nồi thì nhỏ, mình chia ra hai lần. Cái này khẩu phần 3 người ăn nè. Mình ngâm 250 cà ram nước phở đó. Đó, mình sơ chế. Mình chỉ nêm nếm nếp tờ miso nè, gia vị Nhật nè. Gia vị nấm nông cô đông biển Nhật nha, rất là ngon. Đây mình sơ chế qua cái pate nè. Cái này thì mình cho tí dầu vô đó, mình chiên ha. Đó, chiên cái này là nem chay vậy á, chả lụa chay nè, cà rốt nè, rau củ sạch hữu cơ. Đây mình đang luộc cái phở lúc này, hình như là nó hơi dày, mình luộc hơi lâu một chút nha. Tại mình sáng mình gấp quá, mình ngâm nó cũng vừa tới thôi, nó mềm chút là ngon, vừa tới là ngon. Cho tí muối hầm vô nha. Đây mình đang sơ chế thực dưỡng hiện đại, nó không có khó, rất là dễ, tiện lợi cho mình lắm. Thực dưỡng hiện đại rất là dễ làm, tiện